xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Và ngày hôm nay Hiền Kim lại xin gửi tới quý khách hàng một mẫu xe nữa vừa mới về tại showroom Luxury Car Hải Dương, một chiếc Kia Sorento 7 chỗ ngồi, số tự động 2 cầu bản 2.4L, máy xăng, sản xuất 2013, xe chạy chuẩn 10 vạn. Con này, chiếc xe này biển 19 Phú Thọ và hiện tại em đang chào bán với giá là 515 triệu. Quý anh chị có nhu cầu xem xe, tham khảo xe thì xin vui lòng đến trực tiếp trụ sở giao dịch chính của công ty Hiền Kim là Luxury Car, 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, và liên lạc qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0828 066 166. Với chiếc xe Kia Sorento 7 chỗ ngồi số tự động này, Hiền Kim cam kết đảm bảo bằng văn bản có dấu đỏ của công ty 100%, xe không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, máy nguyên zin. Và bây giờ Hiền Kim kính mời toàn thể quý khách hàng cùng Hiền Kim theo dõi chi tiết chiếc Kia Sorento, máy xăng 7 chỗ ngồi bản 2.4, xe đẹp long lanh từ trong ra ngoài. Màu trắng ngọc trinh rất là đẹp và chủ người ta rất là giữ nhá. Bác chủ cũ thì rất là giữ chiếc xe này. Với chiếc xe này thì form dáng nó rất là rộng rãi, Hiền Kim thấy cũng khá là được ưa chuộng trên thị trường mà mình bán khá là chạy. Bản 2.4, 7 chỗ ngồi và với thiết kế ở phía phần đầu, quý anh chị có thể, các bạn có thể nhìn thấy luôn, hệ thống full LED này, hệ thống đèn pin xenon kết hợp này, hệ thống đèn gầm đấy, và đèn siêu sáng đấy ạ. Và lưới cản nhiệt ở phía trước được thiết kế nhìn rất là khỏe khoắn và đặc trưng của dòng Kia đúng không ạ? Cái đầu thiết kế của tất cả các dòng Kia thì không lẫn vào đâu được. Đóng đèn siêu sáng luôn nhá. Hệ thống rửa đèn pha tự động. Thiết kế mạ chrome. Đây. Ở lưới tản nhiệt rất là khỏe xe. Có bậc lên xuống đầy đủ, xi nhan tích hợp trên gương. Và em Kim mà sẽ quay luôn. Với chiếc xe này động cơ 2.4 nhưng cũng không phải là ăn xăng quá nhiều. Bởi vì là công nghệ máy của dòng Kia thì nó không phải là quá tốn xăng, nó sẽ rơi vào tầm 10 đến 11 lít. Với chiếc xe này 7 chỗ ngồi nhá, hai ghế chỉnh điện đầy đủ này. Các thiết kế chức năng khá là đầy đủ luôn, như hệ thống đổ đèo ngang dốc này, chống trơn trượt này, rửa đèn pha tự động, đèn tự động, gạt mưa tự động, đề nổ thông minh, điều hòa tự động và cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cửa sổ trời ạ. Nội thất màu đen da nguyên bản, táp ly táp lô rất là mới. Điều hòa auto. Sàn đã có làm 3D, sàn 3D rồi, rất là đẹp. Đây, hệ thống cửa trời toàn cảnh panorama. Với giá tiền chỉ hơn 500 triệu thì Kim nghĩ đây là một cái mẫu xe cũng khá là hợp lý dành cho các anh chị, các bác đang thích gầm cao, đúng không ạ? 7 chỗ ngồi 2013. Với chiếc xe này thì bên em cũng sẽ hỗ trợ khách hàng vay banh lên tới 50% giá trị xe. Khoang ở phía sau chúng ta có thể lật ghế lên hoặc úp ghế xuống để đồ. Thiết kế tất cả những cái thiết kế ở bên ngoài và bên trong thì Kim sẽ quay kỹ hơn chi tiết một chút. Cam kết về chất lượng xe, 100% xe không đâm đụng, không ngập nước. Đây là chỉ cánh ở bên cánh lái. Màu trắng thì chúng ta không thể tránh khỏi được theo thời gian hoen ố đúng không ạ? Số tự động nhá. Điều hòa tự động, đề start top, đề nổ thông minh. Các nhìn hệ thống ghế của nó cũng rất là mới. Chiếc xe này khá là đẹp từ trong ra ngoài. Tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng. Vô lăng cần số thì quay kỹ luôn ạ.
sẽ quay khoang động cơ bản 2.4 hai cầu. Về phần máy thì cam kết 100% máy không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, chưa bổ máy nhá. Mọi người có thể soi từng chiếc ốc một ở trên máy, trên phần khoang động cơ. Với chiếc xe này thì anh chỉ mua về sử dụng thôi, không phải động chạm hay sửa sang bất cứ một thứ gì trên xe cả. Từ cái lót sàn, từ cái bậc lên xuống đều đã được chủ cũ độ lên rất là cẩn thận. Và cái quan trọng nhất là xe còn rất là đẹp. Hiền Kim xin đọc lại thông tin của chiếc Kia Sorento, sản xuất 2013, máy xăng 7 chỗ ngồi, số tự động, chạy chuẩn 10 vạn và cam kết 100% xe không tai nạn, không ngập nước, máy nguyên zin. Và giá đang chào bán chiếc xe này là 515 triệu. Quý anh chị có nhu cầu xin vui lòng nhấc điện thoại lên và gọi điện cho Hiền Kim qua số hotline 0978607555 và đến trực tiếp công ty của Hiền Kim 166 đường Trường Chinh để xem xe và thương lượng về giá cả. Và xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã theo dõi video chi tiết này.